Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review quý khách xem chi tiết của bộ vẹt che mưa của xe Mitsubishi Outlander form 2018 đến cả 2020 các bác nhé. Đây là chất liệu là vẹt che mưa màu đen chỉ Inox đó, và có chữ Inox Outlander trắng màu in chữ Outlander Inox này, rất là đẹp đấy các bạn. Đó, bộ sản phẩm thì nó gồm bốn chi tiết, bốn cái vè cho bốn cái cánh cửa đó. Chất liệu thì là bằng nhựa đen các bác nhé. Đây bằng nhựa đen Thái này, cực kỳ dày dặn này. Sau là bên trên có một cái đường chỉ màu trắng, đấy, đường chỉ Inox màu trắng. Nó sẽ kết hợp với các bác mà dùng xe có lẹp chân kính màu trắng bên dưới, nó kết hợp thành một cái viền chân kính và cong kính, sẽ rất là đẹp. Đó, các bác mua về chỉ việc nộp băng keo thôi, có sẵn keo hai mặt rồi. Các mua về chỉ việc nộp và dán thôi, rất là đơn giản, dễ dàng. Đó, ngoài ra mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng keo, các bác dán cho chắc chắn hơn. Địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội các bác nhé. Các bác mua hàng là cứ đặt hàng liên hệ bên em nhận ship hàng, giao hàng toàn quốc. Đó, các bác thấy chưa, chất lượng bên em là cực kỳ yên tâm. Riêng cái vẻ Outlander chỉ lốc này là chỉ bên em có, không bên nào có cái loại nó đẹp như thế này. Đó, bên em bán độc quyền cái loại này. Đó, các bác thấy chưa. Rồi, em xin cảm ơn các bác nhá, mua hàng ủng hộ bên em nhá.